Tử vi tuổi Tân Mão 1951 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm nghìn việc không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 7 năm Tân Sửu âm lịch. Mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hội, hại hội, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 7, từ ngày 17 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, đinh dậu. Ngày âm lịch 22 tháng 7, từ ngày 29 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, kỷ dậu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi mệnh chủ Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày âm lịch 11 tháng 7, từ ngày 18 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, mậu tuất, nạp âm, bình địa mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 7, từ ngày 30 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, canh tuất, nạp âm, thoa xuyến kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm Tân Sửu 2021, thầy Gia Cát về gia chủ tuổi Tân Mão hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Mão. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tử vi tuổi Tân Mão trong tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951, nam mệnh có tùng bách mộc, gỗ cây tùng, là những người thích yên tĩnh, có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo hơi thái quá, thậm chí có thể là người láo lỉnh, nhiều trò. Về mặt ưu điểm, họ là một kho ý tưởng tuyệt vời, hết sức thảo phát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách để thoát khỏi bế tắc. Người Tân Mão sống tham vọng, thường được đảm bảo về tài chính, nhất là nếu không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác, Tân Mão tỏ ra kiên định cả về tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên, họ lại kém mềm dẻo, ít khi nghe theo lời khuyên của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán.
Tần Mão tin tưởng tuyệt đối ở thị hiếu của mình, âm nhạc và hội họa có thể khiến tâm hồn họ rung động. Họ luôn hết mình và toàn tâm với tất cả những việc mình làm. Bản mệnh sẽ thấy, trong tình yêu, dưới vẻ ngoài không mấy nồng nàn là một trái tim mãnh liệt. Tân âm kim gặp bính dương hỏa nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, gia chủ tuổi Tân Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tử vi các con giáp tháng 7 năm 2021 cho rằng, tháng này gia chủ tuổi Tân Mão cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Về sự nghiệp, người tuổi Tân Mão vẫn không khởi sắc trong tháng này. Với những người vẫn còn đang tiếp tục công việc, bản mệnh có thể bị tiểu nhân hãm hại, xèn pha, khó có thể thể hiện được khả năng, để lỡ mất cơ hội. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính bản thân. Con giáp này thiếu sự kiên trì, quyết tâm, khiến công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Chớ đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tài lộc của người tuổi Tân Mão. Tử vi tài lộc tuổi Tân Mão tháng Bính Thân năm Tân Sửu cho rằng tình hình tài chính của con giáp không có nhiều biến động, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo, cũng khiến bản mệnh đỡ tốn nhiều thời gian để lo lắng. Trước khi đưa ra quyết định, bản mệnh cần phải có thái độ cẩn thận, tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Người tuổi Tân Mão cần biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng dịnh chi tiêu. Con giáp này tính lo xa nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Có điều kênh phong thủy Gia Cát nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình, chớ vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng khiến bản mệnh rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Tình duyên của người tuổi Tân Mão. Gia chủ tuổi Tân Mão đã dành phần lớn cuộc đời với bạn đời của mình, trở thành một phần không thể tách rời. Do đó, bản mệnh không có khả năng tách ra. Nếu bản mệnh không bị ràng buộc, có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong tháng này. Tháng 7 âm lịch, bản mệnh sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những người con của mình. Bản mệnh nên dành thời gian để thư giãn, có cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái. Sức khỏe của người tuổi Tân Mão. Tử vi tuổi Tân Mão thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Tân Mão. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Tân Mão sinh năm 1951. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 7 năm 2021 âm lịch của gia chủ Tân Mão sinh năm 1951. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tranh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, những dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 7 âm lịch.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Chúc mọi người luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.